Tiếp chấp 356 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Chủ trì bàn thụ của Thanh Long tự cũng là ngũ phẩm. Tăng nhân ở cảnh giới này như quy tắc di động. Họ sẽ chủ động hoặc vô ý thức ảnh hưởng người bên cạnh. Người xuất ngôn không nói linh tinh, cấm nữ sắc, cấm sát sinh, vân vân và mây mây. Luật giả từng thủ qua giới gì, người bên cạnh cũng sẽ không tự giác tuân thủ. Hứa thất an chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật hiệu, sư huynh và chư vị đồng môn đến kinh có phải vì vật phong ấn thoát khỏi trói buộc trong vụ án tang bạc không? Lời này liền phảng phất như một tảng đá lớn đạp tại trong hồ. Tịnh Trần mặt ngoài bất động thanh sắc, ngược lại mỉm cười nói: "Ban thụ sư huynh nói à, ban thụ tăng nhân trước khi về thanh long tự, độ ách sư thúc tam lệnh ngũ thân, không được tiết lộ sự tồn tại của vật phong ấn, bao gồm các hòa thượng của thanh long tự. Tịnh Trần đại sư lập một cái bẩy cho hứa thất an. Hứa thất an lắc đầu thở dài nói: "Không phải sư phụ nói, không giấu gì." vụ án tăng bạc, bần tăng cũng xem như tham dự trong đó. Nghe được lời này tịnh trần liền giật mình một cái, hứa thất an vừa buồn bã thương cảm vừa bi ai kể lại. Bần tăng có một vị sư đệ, pháp hiệu hàng huệ, sư huynh đệ bọn ta từ nhỏ cùng lớn lên. Tình cảm sâu đậm, hơn một năm trước hàng huệ đột nhiên mất tích, còn trộm đi pháp khí chặn khí tức trong tự. Ta nhiều mặt điều tra phát hiện hắn hình như bị một tổ chức nha tử lừa bán. Nghe đến đây tịnh trần chấp tay lại tụng niệm A-di-đà-phật một tiếng, sau đó hỏi sau lưng vụ án này còn có ẩn tình hứa thất an gật đầu kể tiếp đúng vậy hàng huệ sư đệ và một nữ hương khách sinh ra tình cảm tư định chung thân do đó cướp đi pháp khí của thanh long tự cao chạy xa bay tịnh trần nhướng mày hiện lên rất nhiều nghi hoặc cho dù tự ý đi cũng không cần trộm pháp khí chứ hứa hàng viễn thở dài nói vị nữ hương khách đó là con trưởng của dự vương dự vương là em của bệ hạ đường đường thân vương nếu không có pháp khí chặn khí tức, họ không thể rời khỏi được địa giới kinh thành. Đây, tịnh trần đại sư tạm thời nghẹn lời, tìm không ra từ nhi tới. Sau đó hứa thất an đem hai chuyện đôi nam nữ trẻ không hiểu chuyện đời làm sao bị lừa, làm sao bị cuốn vào trong đảng tranh. Làm sao chết cho mất mạng nói sơ qua một lần, tịnh trần đại sư nghe xong thì chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi, niệm tụng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Lặng im mấy giây về sau, hắn lên tiếng hỏi, nhưng chuyện này lại có liên quan gì đến vụ án tăng bạc hỏi hay lắm hứa thất an trong lòng cười một tiếng mặt không đổi sắc nói vụ án này khúc chiết ly kỳ không đơn giản như bề mặt nhìn thấy cuối năm ngoái miếu sông núi vĩnh chấn trong tang bạc hoàng thất bỗng nhiên bị nổ mất tà vật phong ấn dưới đáy tang bạc xuất thế hoàng đế đại phụng tức giận trách lệnh tam tư nghiêm tra sở dĩ bần tăng bị cuốn vào trong đó là vì tà vật đó ký sinh trong cơ thể của hàng huệ sư đệ tịnh trần đại sư đột nhiên biến sắc vội vàng truy vấn, cái gì? Nay tà vật đó ở đây, hàng huệ còn chưa chết. Đại phụng làm sao xử lý chuyện này? Giám chính không ra tay sao? Hoặc, tà vật đã bị giám chính phong ấn rồi. Hứa hàng viễn mỉm cười đắc ý, cắn câu rồi phải không? Tịnh trần sư huynh đừng vội, để ta từ từ nói. Hứa thất an đem vụ án tang bạc và vụ án quận chúa Bình Dương vào sâu ra cạn giải thích, đem điểm tương quan của hai vụ án, bí mật phía sau. Nói hết với hòa thượng tịnh trần, Hòa thượng tịnh trần lâu không nói chuyện, dường như bị vụ án từng vòng móc nối, rối loạn phức tạp làm cho bất ngờ. Tịnh trần toát mồ hôi hột nghĩ, sư thúc vào cung diện thánh tìm hiểu đầu đuôi vụ án, không ngờ ta ở lại chạm lại biết hết cả quá trình trước. Hắn sau đó bộc phát ra ánh sáng Phật quang mà hỏi, vụ án này đúng là khúc chiết ly kỳ, mà người có thể phá giải vụ án này càng lợi hại hơn. Sao hàng viễn sư đệ biết chi tiết như vậy, hứa thất an trong lòng run rẩy. ánh sáng của ngũ phẩm luật giả quá mạnh, xém chút là nói thật rồi nhưng ngoài mặt cậu vẫn bình thản mà trả lời vụ án này tuy là do tam tư xử lý nhưng người thật sự cha ra vụ án tang bạc và bình dương quận chúa là một vị ngân la của nha môn đà canh nhân tên hứa thất an bần tăng và hứa đại nhân có quan hệ khá tốt bản thân lại vì sư đệ hằng huệ cuốn vào trong đó mới biết rõ như vậy tịnh trần hòa thượng nhớ kỹ cái tên này ngân la hứa thất an hứa hằng viễn khoa trương nói sư huynh có điều không biết con người hứa thất an là người kinh tài tuyệt diễm nhất mà đời này bần tăng gặp qua. Tịnh Trần có chút ngạc nhiên. Về mặt tu hành hắn thiên tung chi tài, cả đại phụ người có thể sánh với hắn. Hiếm thấy, ở phương diện làm quan, hắn kiên quyết không lấy một kim một chỉ của người dân, xem việc bảo vệ chính nghĩa là nhiệm vụ của mình. Ở phương diện thơ từ hắn được gọi là thủ khoa đứng đầu 200 năm đại phụ, ở phương diện phá án, cao thủ đại phụ như mây, lại không bằng một ngón tay của hắn. Nghe nói các hoa khôi giáo phường tư yêu hắn chết đi sống lại. Hắn lại mặc kệ. Tịnh Trần Hòa Thượng sợ ngây người. Kinh Thành có nhân vật này. Thế gian thật sự có nhân vật này. Không vào Phật môn ta đáng tiếc rồi. Hứa thất an trong lòng chửi thề. Ôi trời! Nói quá rồi. Tên khốn này muốn độ ta vào không môn. Vậy ta cần gậy sắt này có tác dụng gì? Hứa thất an trong lòng cảnh giác. Bất động thanh sắc đổi chủ đề. Đến cái phơi bày chân tướng rồi. Lần này đến tìm sư huynh, càng muốn hỏi tà Phật dưới đáy tăng bạc, rốt cuộc là gì? Bần tăng biết vật này có liên quan đến Phật môn, nhưng nghĩ không ra tại sao phải trấn áp ở tăng bạc của Đại Phụ. Tịnh Trần Hòa thượng mặt lộ vẻ khó xử. Cái này, Hứa Hằng Viễn chủ động hỏi. Sư huynh có lời khó nói. Tịnh Trần nhíu mày bảo, chuyện này là cơ mật của Phật môn, sư đệ đừng hỏi nữa. Hứa Hằng Viễn cười lạnh đứng dậy. Ha, Bần tăng hiểu rồi. Bần tăng xem Tây vực bổn tông như người nhà. Không ngờ trong mắt sư huynh đệ bổn tông, Bần tăng chỉ là người ngoài. Bỏ đi bỏ đi, là Bần tăng tự mình đa tình rồi, Bần tăng đi đây. Tây vực Phật môn là Tây vực Phật môn, Thanh Long tự là Thanh Long tự, khác nhau. Đi được vài bước tịnh trần quát lớn, đứng lại. Hắn mang vẻ mặt tức giận mà nói, hai ta đều là đệ tử Phật môn, cung phụng Phật đà, là người một nhà, lời lúc nãy của sư đệ, đúng là lời mất lòng, sau này đừng nói nữa. Có phim Hứa Hằng viễn mặt không thay đổi nhìn hắn, hư lạnh một tiếng. Một tiếng này cậu dùng tới Phật môn sư tử gầm, làm tiếng hử trong phòng quanh quẩn. Tịnh Trần trong lòng thở dài, tinh khí của võ tăng trước giờ đều nóng nãy vậy. Hắn sau đó chìa tay ra hô, sư đệ mời ngồi, ta nói đệ biết vài chuyện ta biết. Thanh Long tự là hỏa chủng còn lại của Phật môn Tây vực ở Đại Phụ. Nếu Phật môn Tây vực còn muốn tiếp tục truyền giáo Trung Nguyên, Thanh Long tự là sức mạnh không thể thay thế. Trong bối cảnh như vậy, Phật môn Tây vực rất xem trọng quan hệ người một nhà của Thanh Long tự. Bất kỳ hiểm khích vết nứt nào cũng phải chấm dứt và tránh né. Tà vật đó đúng là có liên quan đến Phật môn chúng ta. Nghe độ ách sư thúc nói đó là một phản đồ Phật môn. Phản đồ Phật môn, hứa thất an trong lòng tự nhủ. Quả nhiên như dự tính của ta, hòa thượng thần thù là người trong Phật môn, lại bị Phật môn đích thân phong ấn. Không phải phản đồ là gì? Cậu nghiêm trọng hỏi, là vị phản đồ nào? Tịnh Trần hòa thượng lắc đầu, Vậy thì không biết rồi, nếu không làm sao nói là cơ mật Phật môn, nội tình trong đó cho dù là bần tăng cũng không rõ. Hứa thất an khó chịu nghĩ, thật muốn dùng thuật vọng khí xem thử hắn có nói dối không. Cậu lại hỏi, tại sao là phong ấn, mà không phải siêu độ hắn. Tịnh Trần Hòa Thượng Trầm Ngâm nói, sau khi chủ trì bàn thụ đem thông tin truyền về Tây Vực, La Hán và các Bồ Tát rất xem trọng, dùng lôi âm thông báo nhau. Tư thái trịnh trọng này, trừ chiến dịch Sơn Hải quan 20 năm trước, không thấy nữa một đường từ đông đến ta từng nghe độ ách sự thúc nói ma tăng đó giết không chết giết không chết đoạn văn này ẩn chứa lượng tin tức rất lớn làm hứa thất an không thể không tạm dừng truy vấn mà tinh tế suy tư cũng có nghĩa là hòa thượng thần thù bị phong ấn ở tang bạc không phải phật môn mềm lòng nương tay mà giết không chết hắn thần thù từng nói hắn may mắn bước vào cảnh giới cao nhất bất tử bất diệt nhưng đừng quên Phật môn có sự tồn tại của Phật Đà vị phẩm cấp vượt trội này, ngay cả Phật Đà cũng giết không chết Hòa thượng Thần Thủ. Hứa Thất An nói thầm trong lòng: "Trời ạ, à, Hòa thượng Thần Thủ đáng sợ hơn ta nghĩ. Hắn là quái vật gì? Một quyền một lão dám chính sao?" Hứa Thất An trầm giọng nói: "Ta hiểu rồi. Thì ra là giết không chết. Trả trách muốn phanh thay phong ấn. Cậu lần nữa đưa ra nghi vấn. Nhưng sao chọn tăng bạc? Một vị phản đồ đáng sợ như vậy, có thể nói là mối đe dọa lớn trong lòng." chọn phong ấn ở đại giới của Minh Hữu Đại Phụ, chắc chắn có nguyên nhân ép buộc gì đó, nếu không phong ấn ngay trước mắt chẳng phải vững hơn sao. Tịnh Trần bất đắc dĩ nói, vấn đề này Bần Tăng cũng muốn biết, trên đường cũng từng hỏi qua độ ách sư thúc, sư thúc nói với ta. Cái này là do hẹn ước với Hoàng đế Võ Tông của Đại Phụng 500 năm trước. 500 năm trước, năm đó Phật môn truyền giáo khắp nơi ở Đại Phụng. Phật tự như mang mộc sau xuân ló ra, sau lưng quả nhiên còn có ẩn tình nhưng phần lớn tài liệu bị hủy vào 500 năm trước, sửa đổi, ẩn giấu, vốn không tra được. Lại nói mấy câu, hứa thất an xác định không hỏi ra được thông tin khác nữa liền đứng lên cáo tử, tịnh trần hòa thượng tự mình tiễn cậu rời đi. Mới vừa ra khỏi phòng thì thấy một hòa thượng mặt mày thanh tú dọc theo hành lang đi tới, hòa thượng tuấn tú chắp tay trước ngược gọi, sư huynh. Tịnh Trần đáp lễ lại rồi giới thiệu nói, vị này là hàng viễn sư đệ của Thanh Long Tự, ngươi gọi hắn một tiếng sư huynh tiếp đó cho hứa hằng viễn giới thiệu nói đây là tịnh tư sư đệ hòa thượng tuấn tú thi lễ hằng viễn sư huynh hứa thất an đáp lễ lại sau đó hướng tịnh trần nói sư huynh không cần tiễn đưa mắt nhìn bóng lưng hứa thất an rời đi tịnh tư hồi lâu không có thu tầm mắt lại tịnh trần khẽ hỏi sư đệ sao vậy tịnh tư liền đáp không biết tại sao luôn cảm thấy hắn có một loại sức mạnh khiến người ta thân cận